Dạ. Rồi nó. Nó tới rồi. Ủa? Dạ. Trời ơi, đang đi ngoài nắng vướng cái nhà cái tối thui không mở đèn lên. Chị em mới nghe chị đây hả chị? Hổ rồi, mở kiến ra. Mở đèn lên, mở đèn lên trên nhà. Mở đèn mà. Hổ rồi, trời ơi. Qua đây, nhanh lên. Anh. Chào em. Dạ anh. Ngon. Dạ anh khỏe không? Khỏe, anh vẫn khỏe. Dạ. Lúc nào anh cũng vẫn khỏe hết trơn á. Ủa còn thằng em trai của chị đâu, cái này là ông xã vậy hả? Anh nó bậy bạ. Thằng này nó... Em trai? Đó. Ôi, vậy mà hiểu lầm. Hiểu lầm. Để giới thiệu, kêu đúng rồi đó. Kêu là ủa nãy kêu anh hả? Cái thằng này kêu bằng ba. Cha vợ tương lai đó. Con thưa cha. Cha con Đào đó. Dạ con thưa cha. Đào á là cưới vợ về cha ông đó. Cho mày á. Con Đào là con của ảnh. Con Đào là con gái của tôi. Dạ đây là chị của ai? Chị của mày. Dạ. Mày tao tao hay mất lịch sự quá. Chị em thân thiết là vậy, thân thiết mà thương nhau là mày tao là chuyện bình thường ha. Cha ơi con đi ra đường khát nước quá. Cho con miếng nước em. Chết khát dữ lắm hả con? Dạ. Uống đi. Chết khát uống đi không sao đâu. Rồi em nha, làm ơn đừng nói nha, nước trà chú quên nóng quá hả? Nước trà thì phải nóng chứ, uống nước trà nóng nó mới ngon, vừa thổi vừa uống chứ đâu có uống gì, uống kiểu như là người ta gọi là chết khát. Nóng nước sông hả? Nước mưa mà nó chát gầm hả? Nước mưa. Nước mưa ta giữ trong cái lu đó. Thôi nước trà chát gầm mà con uống không? Xin khỏe. Sao vậy? Bớt nói nha. Sao vậy? Không biết mình câm đâu. Vui lắm. Ở nhà cười suốt ngày. Anh thấy lạ cái gì? Lạ. Nó nghe em tôi đó. Nhưng mà tôi nhớ hồi đó là lúc mà chị Năm đám cưới với chồng chị Năm, lúc đó đâu thấy có em trai gì đâu ta. Làm gì? Cái thằng này á là nó làm ăn ở nước ngoài á, ở Campuchia á. Vậy à? Làm dữ lắm, làm đầu tắt mặt tối, làm sập mặt luôn. Cho nên là lúc mà đám cưới tôi thì gấp quá, cho nên nó gửi chúc mừng thôi, nó gửi tiền về nữa nó mừng thôi. Vậy vậy đó. Nhưng mà cha ơi, gì hiền thê của con đâu? Lâu quá không thấy hiền thê. Nôn dữ lắm. Cái gì vậy? Nó bị cái gì vậy? Nó bị kinh phong hả? Không phải vậy. Nhưng mà kinh phong không có gã nha. Không phải, tại vì chứng nhận cưới nó nằm ở đây nó nặng quá cha. Lấy ra đi con. Cái thằng này, đứng em coi. Cậu lấy ra đi. Quá. Nó nặng quá. Hạt sòn nó bự quá bằng. Nhẫn cưới để nó chờ thằng Đào ra, nó trao cho thằng Đào mà. Vậy hả? Dạ, thằng Đào đâu rồi anh? Khi mà tôi chấp nhận thì đương nhiên tụi nó sẽ phải trao cái lễ đính hôn kiểu vậy đó. Đang sửa soạn trọng, nó cũng nôn dữ lắm, nó muốn gặp mặt cái người chồng tương lai của nó. Dạ, anh kêu cháu Đào ra đi. Dạ vậy ha. Dạ. Con gái ơi, có khách tới nhà nè con ơi. Dạ. Nó vậy đó, nó dạ giống điêu thuyền lắm. Dạ cha gọi con. Cha gọi con đó con à ơi à ơi à. Dạ con chào cha. Dạ con xin chào hai bác à. Cho con hỏi chồng của con đâu ạ? Chồng tương lai của con đâu? Đào. Chị này là chồng tương lai của em nè. Chị là chị của nó. Chị không phải. Dạ chào anh. Chào em thê. Anh trẻ quá cha. Chứ là trẻ. Anh trẻ hơn cha đó. Đương nhiên phải trẻ hơn cha rồi. Dạ em chào anh. Anh chào em. Dạ. Có mỏi không? Dạ. Chào qua chào lại hoài có mỏi không? Con Đào á, dạ. Nó còn trẻ nó còn ẹo được ha. Còn ở mày á, mày ẹo hồi á nó dợp bẻ nó gió rồi nó vô tình đi ngang là cứng đơ luôn đó. Dạ. Trao luôn hả? Vậy thôi thì bây giờ con xin phép chị, con xin phép cha cho tụi con được làm nghi lễ. Trời ơi, con Đào chắc nó còn non mừng em tôi nữa. Dạ, tôi mừng quá ạ. Dạ, trao luôn ạ. Dạ, nhất bái ông địa. Hả? Đúng, con nói đúng không cha? Nhất bái thiên địa. Dạ. Không, nó nghe nè, cưng, nó nghe nè, vợ, khoan hả, chưa đám cưới, chưa có bái.
à, bữa nay đi qua để mà giống như dạm ngõ vậy mà. Ừ. Thôi để mà ra mắt cho biết hai con bên thôi. Con đồn quá đi, con gái tưởng không? Con tưởng là anh trao nhẫn rồi hai đứa con vô độc phòng luôn. Bảy làm gì lẹ chứ như bay. Không có, không có tương tức mấy cái chuyện này được. Nó phải có nghi thức đàng hoàng. Cha ơi, nhưng mà anh mà nó nghe nè, nó nghe nè. Tôi nói cho ông nghe. Về tao nói cho mày nghe. Dạ chị. Chơi con Đào nó chịu rồi. Chịu rồi. Động phòng liền cũng được. Bảy. Anh nó chịu rồi mà. Chịu là chịu cái gì? Cha ơi, nhưng mà tranh thủ đi, ảnh còn sống được bao lâu nữa đâu chứ. Đúng rồi. Cái này từ trao xa nha, như sao nha. Đi động đi. Hay sao? Đâu trước hay trao trước? Nhưng mà cha, con nghĩ là như vậy. Sao? Dù gì con cũng là con gái. Đúng rồi. Không có được mà bạo dạn như vậy. Đúng. Dạ. Với lại chỗ này nó cũng không hợp lắm. Đúng. Không ấy, con xin phép cha, con dẫn anh ra bụi tre trao nhẫn được không cha? Hả? Ở ngoài đó nó mát dữ lắm. Đi anh, đi. Trao nhẫn ngoài bụi tre hả? Đi ra ngoài bụi tre chứ ở đây không có được. Khoan. Đào. Em bớt tương tướp lại. Là chị biết là em chịu đè nó rồi. Nhưng mà em làm cái gì cũng nhẹ nhẹ giùm chị ha. Con vậy chứ nó cũng lớn tuổi lắm rồi đó. Chị nói quá à. Anh hôm nay có 59 chứ. Trời ơi, vậy là lớn hơn cha em có 2 tuổi. Đi ra bụi tre. Dạ con xin phép cha. Con dẫn anh ra bụi tre. Nè. Bây là con gái đó. Thôi kệ nó đi. Càng sớm càng tốt. Tôi nôn có cháu, kêu tôi bằng cô. Đó anh bắt được em. Tình yêu ơi. Em ở bên đây nè. Em ở bên nào? Em ở bên đây nè. Bây giờ. Em ở bên đây nè. Bên đây. Em chứ đâu. Giờ tìm em giống thật. Em ở bên đây nè. Thấy em không? Không thấy. Nhưng mà nghe cái tiếng mới bên đây mà. Mới đây. Rồi, một phục nữa. Vui quá. Không có vui. Thường ngày á, đẹp kiến lão này thì em thêm mấy kiến đen này không có thấy tình yêu đâu. Không có chơi trò này nữa đâu. Thôi, kiếm em nữa. Làm gì vậy? Không có chơi trò này nữa, không thấy được. Thôi, đang vui mà. Trời ơi, cái niềm vui của tình yêu á, làm anh u ăn bánh cam, bánh cầm, thấy không? Đau quá. Trời ơi, đau. Em à, như vậy mới chứng tỏ được tình yêu của anh dành cho em bộ. Vậy hả? Giờ phải chứng tỏ bằng cách đó hả? Đúng rồi. Thôi làm đi. Là phải đi tìm tình yêu. Ừ. Đúng rồi. Bây giờ em sẽ chạy trốn tình yêu. Rồi anh sẽ đi tìm tình yêu. Đây, để em cộp lại. Rồi. Đó. Xong chưa? Chưa, từ nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Bây giờ khoan tìm nha, đánh hơi. Đánh hơi ha. Khi nào mà em nói đánh hơi là đánh hơi nha. Không có được hí, không được ăn gian nha. Sao hí được nữa? Rồi, bây giờ em sẽ đi trốn đây. Em sẽ đi trốn đây. Ý, quên hỏi nhà tình yêu là Đông Tây Nam Bắc. Quên, tình yêu giao kèo là đi theo mùi hương mà. Đâu có được đi theo Đông Tây Nam Bắc đâu, mùi hương phô. À, đây chứ đâu. Bây giờ tình yêu ở sau lưng. Mình đi, tình yêu đâu có biết đâu. Đó. Thôi, khó đi quá à, không thấy đường. Trời đất ơi, trời. Không ngờ, già mà gian manh dễ sợ luôn. Ây da. Kiếm gì mà cắn ngứa quá không biết nữa. Làm gì vậy? Bị gì vậy? Mắt ói thì ở nhà ói đi, tự nhiên chạy ra đây ói. Ở nhà không sao, nãy ra gần tới đây đứng ngoài 5 phút thấy tự nhiên ra đây mắt ói trào ra. Mà trời ơi trời, ngó xuống mà coi sao có người tham phú phụ bần đến vậy trời. Nghĩ sao từng tuổi này nghe không em mắt ói nữa nè. Thôi đi. Nè, bớt đi, bớt cà khịa lại đi. Người ta làm gì kệ người ta. Người ta có già vậy đó cũng kệ người ta. Nhưng mà người ta có tiền. Đúng mình rồi. Có tiền không mà mình nói. Tôi biết mà. Tại tôi nghèo mà. Tôi không có bằng người ta. Ê, chừng nào vô cải lương vậy? Thì tôi thua người ta ở chỗ người ta lớn tuổi nữa. Không, người ta có tiền, cái chuyện tuổi tác không có quan trọng. Đúng rồi,
có tiền hay không mà tôi không biết. Tôi nghèo mà. Tôi nghèo mà tôi còn... còn hèn nữa, đúng không? Người ta lớn tuổi vậy đó, nhưng mà người ta dám qua nhà thưa chuyện với tía má tôi. À, còn mấy người á, giờ tí canh ba cũng rình rình qua nhà tôi, nhưng mà không có dám qua nói chuyện với tía má tôi. Tôi qua nhiều lần nha. Không những qua nhiều lần mà tôi còn được hân hạnh gia đình em xua chó đuổi tôi nhiều lần nữa. Trời ơi, xua đuổi là hân hạnh đó hả? Tôi còn bị chó nhà em lấy đi mấy miếng thịt nhiều lần á. Làm gì có thịt mà nó lấy, toàn là da bọc xương không bà đặt. Giờ sao? Nghĩ sao vậy trời? Nghĩ sao đi quen ông đó, dù người ta giàu. Đúng rồi, tôi nghèo. Ừ, anh nghèo nhất cái xóm này, ai mà không biết, khỏi giới thiệu. Tôi nghèo nhưng tôi giàu cái khác. Giàu gì? Tôi giàu tình, giàu nghĩa. Không ai thấy luôn, không ai cần luôn. Sao không thấy? Ở đây quá trời người thấy luôn. Ai thấy? Thấy tôi nhưng người ta không hiểu cái tình cái nghĩa của tôi thôi. Không lẽ tôi dán trước ngực tôi là tôi sống tình sống nghĩa, tôi giàu tình giàu nghĩa thôi, như mệt. Vậy người ta mới vừa lòng hả? Thôi mệt quá, nhức đầu quá, làm ơn bớt nói chuyện tình nghĩa lại. Bây giờ có tiền thì hãy nói chuyện ha. Còn nếu như không có tiền thì tối nay giờ tí canh ba chịu khó mấy cái lỗ tai lên để nghe người ta hạnh phúc. Giờ tí canh ba rồi hả? Lan quân phụ nhân rồi hả? Ôi không, má ơi, tôi ôi là hai ba đống rồi. Con gươm hả? Tôi gươm. Tình yêu. Giờ tí canh ba rồi, mình động phòng đi. Ủa, gì mà gấp gáp quá vậy? Đúng rồi, chịu đựng từ hồi trưa tới giờ rồi. Thôi, không có được. Ở đây á hả, người ta thấy sao? Gì? Vậy mình động phòng chỗ đâu? Chỗ phòng em đi. Khoan. Sao hả? Bây giờ á, muốn động phòng á, ừ, là phải chơi trò bịt mắt bắt dê. Trời ơi, chơi nữa hả? Chơi hoài, chơi hoài. Tan nát hết rồi, chơi hoài. Thôi, mình phải chơi trò bịt mắt bắt dê đi, cho nó thú vị. Bây giờ gì nè, em chuẩn bị sẵn rồi. Ừ. Anh bịt lại, anh bịt lại. Bịt lại, bịt lại, bịt lại. Bịt lại, bịt lại, bịt lại. Bịt lại, bịt lại. Bịt lại nha. Là sao nữa? Xong rồi đó. Em sẽ cho dê đực ngửi mùi dê cái nữa đi. Rồi ngửi. Rồi. Rồi bây giờ dê đực hãy đi tìm dê cái đi. Rồi. Như vậy nó mới hứng đi, thú. Đi, đi, đi tìm hướng vô buồn phó hồn. Đi tìm dê cái đi. Ôi cha, trời ơi, cái đây không phải buồn. Đi tìm dê cái. Ôi cha, trời ơi, hai bên nhị thì dê cái chứ đâu. Ăn trộm, ăn trộm. Ôi da. Cô tao mua tao ra mày. Ôi da. Mày ăn trộm tao con rồi đó. Mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Mày không nhận, mày lại cho mày đó. Ôi da. Mày đâu mày lại cho tao. Mày đâu mày lại cho tao. Mày ăn trộm. Mày ăn trộm. Chơi. Thằng rể. Ủa cha. Mày làm cái gì vậy? Tình yêu con đâu? Tình yêu cái gì? Ủa cha. Ủa nhà mình có trộm hả cha? Nó nè. Ủa sao tự nhiên vô nhà em ăn trộm? Anh đâu ăn trộm đâu. Là trò bịt mắt bắt dê của tình yêu nè. Giờ cha lên gói nín thở luôn rồi. Rồi hiểu rồi. Có nghĩa là bây giờ mày ha, mày dạ, lợi dụng con gái tao để mày tiếp cận tao. Mày muốn làm nhục tao phải không? Dạ không, con không phải. Vô đi. Ai vô đây? Buông ra. Vô đây. Tao đi đâu vậy? Chút xíu nó bạch cái cửa người ta rồi. Đứa ơi. Trời ơi. Bà coi thằng chồng của ba kia. Nửa đêm vô nhà người ta làm cái gì? Bà coi thằng chồng ba kia. Gọi đi. Thằng này em. Không phải em. Em mà nửa mà em. Tôi tuyệt tự luôn. Bị gì vậy? Cha lên gói nín thở luôn rồi. Trời ơi. Cũng tại cái thằng chồng chồng quắc dịch này nè. Đó. Muốn lấy vợ thêm chi? Thì tôi cưới thằng nào cho ông trả.
Bây giờ mất cả chì lẫn cài rồi, vừa bụng không chưa? Ai biểu mình không biết đẻ làm chi? À, bây giờ hiểu rồi, có nghĩa đây là hai vợ chồng đúng không? Đúng rồi, ông này là chồng của bà kia, hai người kết lại để hại đào. Trời ơi, cha. Nhưng mà tại vì bà này không đẻ được đâu, nên kiếm đào thay thế làm mái đẻ cho hai vợ chồng này. Ai mượn mày nói tao không đẻ. Thôi, đừng có nói nữa, nhưng mà xui cho hai ông bà gặp tôi. Tôi tên gì? Tôi tên Ngừng, đúng không? Con thưa chị bác, con là một thời gian con bỏ xứ con lên Sài Gòn, và con đã vô nhà hai người này làm ở đỡ một thời gian. Con biết ông này không có gì hết á, bà này tiền tạm bà nắm hết, ông này không có cái gì đâu, không có cái gì mà chỉ ngoài cái chi dính vô người thôi. Xin lỗi ông, xui cho ông rồi. Tôi tên Ngưng, ai đến với đào là phải ngưng, mà ngưng ngay trước cửa chứ không biết được bước vô nhà đâu, mà trước khi tới cửa đã có tôi rồi. Trời ơi. Con thông báo cho bác biết hết. Cái gì? Không lẽ cha muốn gả con cho cái người đã có vợ như vậy sao cha? Cha xin lỗi con, cha không ngờ đây là cái thủ đoạn của hai vợ chồng này, cha không có biết. Cha xin lỗi con, cha xin lỗi. Mà sao cha cứ muốn con lấy chồng ngoài vợ? Bởi vì cha sợ con ế, con hiểu không? Không ế đâu bác. Con đi, tuy con nghèo bây giờ, nhưng một thời gian sau còn hết nghèo. Đúng vậy, Ngừng, hốt em đi. Hốt đi, đừng ngừng lại, hãy tới với Ngừng. Hải Phương Nam vui lắm à nghe. Con đi chợ tía dặn gì chưa mà ghiêu ghiếu bỏ đi vậy, biết mua gì mà đi? Con biết rồi. Trời ơi, 3 tháng nay ngày nào mà nhà mình không ăn rau hả tía? Vậy sao? Dạ. Chứ không phải mấy bữa trước á, có lộn thịt vô, thì qua nhà cái bên nhờ nấu giùm tối ăn đó hả? Làm như tía không biết vậy. Trời ơi, tía ơi, sao tía lớn rồi mà tía nhớ dai quá vậy? Người ta lỡ có một lần thôi chứ bộ. Thôi được rồi, từ nay về sau là con sẽ mua rau suốt cuộc đời luôn. Rồi bây giờ con sẽ ra ngoài chợ, con gom hết nguyên cái vườn rau về cho tía được không? Được, mua hết rau về đây con. Trời ơi, sắp tới có cái vườn rau kế bên nhà, đi chợ hả con? Dạ. Nhớ mua giùm con mớ sâu nha, về bỏ vô vườn rau cho nó phong phú. Ngon quá. Ngon quá con ơi. Trời ơi. Ủa con ăn gì ngon vậy? Ăn hủ tiếu của con ba gà. Trời ơi, cái miếng sườn nó ngon, nó béo. Con thấy có cái miếng gì, miếng thịt hay gì đó, cái cục thịt hay gì đó. Ăn con ăn không? Qua đây con cho miếng nè. Trời, cho con miếng, con thèm quá. Nhà mình là ăn chay mà. Con đi liền, không ăn thịt ăn bọng gì hết. Đi. Tía đang ngồi thiền tĩnh tâm nha, đừng để tía nóng nha. Đi, đi liền, không ăn gì hết con. Trời ơi. Nhưng mà mình ăn thịt đi cho nó có mỡ màng tía. Ngon quá. Tía nói không ăn, nếu mà con ăn miếng thịt thì về nhà đừng bước vô nhà, đừng kêu tía một tía nữa. Thôi đi chợ đi con, nhịn thèm đi. Dạ thưa tía, con đi chợ. Nuốt nước miếng vô. Con ăn rau quyết con hành con sâu cho tía vừa lòng. Sâu mà sâu khỏe con, rau nào sao nói không sợ. Cắm nhỏ đi, xong nó ra quán hủ tiếu con ba gà, nó nít cho 3-4 tô. Đúng ra đâu biết đâu, đúng không? Nhỏ thèm thịt thì cho nó ăn thịt đi. Làm gì phải ép sát. Tôi xin lỗi mấy người nghe, con tôi dạ tôi biết nha. Nó về mà nó có cái miếng hủ tiếu gắt trên miệng là tôi bộ đuổi khỏi nhà luôn đó. Còn vô duyên vừa phải thôi. Ăn á, làm ơn đi. Đi về bỏ nó ăn đi. Qua nhà đứng ra cây gì trên gió bay nè. Đang ngồi thiền vừa ngồi không được nè, thấy chưa? Chảy miếng đúng không? Đếm vô. Đếm vô. Không dám. Công nhận nha. Trời ơi, cái thằng ba gà này nấu càng ngày càng lên tay nha. Trời ơi, hồi nãy tôi ăn cái cục sườn nó béo mà nó có cái gân ngân vô nha. Khó diễn tả, đây ta đạt tới mức thượng thừa rồi. Mấy cái mỡ màng này nó không có thấm cho tôi được đâu. Ha, ăn vừa phải, phụ nữ thì ăn vô cạp luôn cái tô để tôi ngồi thiền tĩnh tâm. Ý là nói tôi ăn giống heo đúng không? Kệ nữa, ăn giống heo vậy mà nó ngon, nó đã cái miệng gì đâu, để húp nè. Ngon quá. Công nhận cái thằng ba gà dạo này nó nấu nước lèo, trời ơi. Nè, tính gẹo chọc thôi cho tôi đói hả?
có. Xin lỗi nha. Trông thèm thôi, cái đói gì. Không có thèm đâu. Ông Hòa ta dạy sao? Qua tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Ăn cho cố vô đi, ăn cho cố đi. Rồi bệnh lúc nào không hay đó nha. Nha, ăn đi. Ông bà dạy hay quá. Ông bà dạy là thèm cái gì ăn cái đó. Để mày mốt chết thành con ma đói, đúng không? Kệ nó, tôi thèm thịt, tôi cứ ăn thịt cho nó đã đi còn hơn. Trời ơi, có người chảy đúng biết. Tôi chảy là tôi tức quá, hiểu không? Nha. Bà học cái sách nào, thèm gì ăn cái đó. Đúng rồi. Ăn riết rạc cái giống cái áo, giống cái túi đựng thịt vậy không? Mở nó chặn ngoài giống cái đồ manh tét à. Nè, thấy tôi ốm xanh xao nha, nhưng mà khỏe, khỏe nha. Tôi tập nè, nè, thấy Dương ngồi thiền ra, Dương nhớ người mẫu không? Người mẫu không? Siêu mỏng phải không? Nó nghe, nó nghe. Ông mỏng rồi, cái mặt ra tôi tưởng ông là cục than đó. Trời ơi, ăn rau riết mà ốm nhơm, mống nhách cực à. Người xanh chành như tàu lá chuối thấy gớm. Bây giờ tôi đề nghị nè, tôi đang ngồi thiền tôi tĩnh tâm mà giờ ăn như vậy là không có được. Đi vô bên kia ăn, và không để tôi yên một ngày nào hay sao? Thôi mà. Thôi cái gì mà thôi. Em sao? Trời đất ơi, thiệt giờ đi không nổi luôn á. Cái chân em giờ rung 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 luôn. Thì để đó anh lo cho. Thiệt tình á. Lo gì, đáng lẽ lúc đó là anh phải dừng lại, anh phải kiểm soát lại chứ. Làm sao mà anh theo cho kịp thì anh phải ráng anh đu theo em. Giờ nó vậy thì yên tâm đi. Biết bao nhiêu bụi không lũi vô. Tôi nghĩ mấy đứa như tụi nó chắc có lẽ là thành công 80 lần rồi đó. Ừ ha. Ừ. Mà công nhận tụi nhỏ giờ nó ghê quá bà. Ừ. Ớn thiệt á. Tôi nhớ tôi ngày xưa nha, thích ai hả, không bao giờ dám nhìn mặt người ta đâu đó. Toàn là nhìn lén lén không đó. Nhìn mà bị phát hiện ra hả, mắc cỡ chết. Độn thổ luôn đó. Chưa kể về nhà bị ba má quýnh nữa đó. Cái gì nữa. Giống như ba tôi hồi xưa đó, ta nói mỗi lần hẹn với ông chồng tôi nó đâu có dám. Mỗi đứa phải xin tiền xong đi ra ngoài quán bánh lọt ăn, ăn miết, ăn miết, ăn mà từ hồi ăn thèm cho tới lúc ngán rồi xong tới lúc biết nấu luôn rồi mới cưới nhau được đó chứ. Giờ mở quán luôn rồi đó. Thì đó. Vậy hả? Ê, mà nói nghe nè. Vậy? Trước khi mà ăn bánh lọt á là mình phải xin tiền, mà sau khi ăn bánh lọt là mình rủ nhau vô bụi chuối. Cái gì? Tôi với ổng rủ nhau vô bụi chuối. Trời ơi, bà cũng ghê quá ha. Trời ơi, thời đó mà dám vô bụi chuối là bà ghê lắm, mà tao gọi là nít quỷ luôn đó. Chứ gì nữa, ngồi ngoài quán bánh lọt có dám ngồi gần đâu, ngồi xa xa. Ra quán bánh lọt thì ngồi xa xa ra nha. Vô bụi chuối chỉ cách cây chuối thôi. Cách gì xa dữ vậy? Vô cái bụi chuối cách cây chuối là ngồi cả xào luôn á. Cách trái chuối hả? Trời ơi bà ba. Hả? Bà nói cái chuyện nó ngọt xớt luôn á. Bà không biết mắc cỡ rồi sao á. Ủa trái chuối nó trái chuối mắc gì mắc cỡ. Trời ơi, nói kỳ. Tự nhiên đi vô trong đó trái chuối. Trời ơi, trời già mà nghĩ bậy nghĩ bạ. Tôi nói có nghĩa là hôm đó đó là tôi với ổng đi vô trong cái bụi chuối. Nó có nguyên một cái quài chuối mà nó chín rồi, mà chín cây nó ngon quá. Hai đứa ngồi ăn 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 sao hồi còn có con trái, hiểu không? Trời ơi, vậy mà làm hết hồn. Cuối cùng vô trong bụi chuối ăn ăn cái quài chuối đó. Thì đó. Trời. Vậy á, là cái quán bánh lọt á là mai. Còn cái bụi chuối á là làm mối. Thì đó. Cho nên giờ hai người tới với nhau rồi đó. Ê, nhưng mà tính ra mình hồi xưa á, lúc nào cũng trong sáng đúng không? Đúng rồi. Cho dù có vô bụi chuối thì cũng cách nhau một khoảng cách. Còn bây giờ tụi nó vô bụi chuối. Trời ơi. Cái gì nữa? Chết rồi. Ai chết? Chết ông Bảy. Giờ sao? Đi theo tôi, đi theo tôi, nhanh. Nhanh. Bảy. Bảy ơi, bảy, bảy, bảy. Bảy ơi. Cái gì? Chuyện động trời, chuyện động trời không hay gì chưa? Trời ơi, chị lặng nhách luôn nghe chị Tám. Tôi đang ngồi uống trà đọc báo thẳng như chị chưa chỗ này biết gì chưa? Chị chưa nói gì sao biết? Bây giờ biết nè. Tôi nghe cái tôi nói mà ông nghe cái ông không tá quả tam tin nữa thôi đó. Rồi cái gì mà cái vụ gì? Tôi hay mà tôi còn tớt mồ hôi đây nè, thấy không? Sao mà nói lại đi, nói hoài. Con Thanh á. Nó có bầu. Con Thanh nó có bầu. Trời ơi, tưởng cái gì? Thế nó có bầu được kệ nó thì làm gì tá quả, chị này yếu tim quá. Trời trời, sao ông bình thản vậy? Chứ sao ông bình thản? Cái sớm nào biết bao nhiêu con Thanh. Con Thanh sớm dừa nè, con Thanh sớm lỡ nè, con Thanh sớm củi nè, con Thanh sớm bờ nè. Con Thanh nào đâu mà lo. Thanh con ông. Thanh con tôi nó có bầu á. Trời ơi, làm gì la lớn vậy cha nội. Con gái tôi nó có bầu. Có chữa. Có chữa quan đó, chưa có đám cưới mà. Trời ơi, không có chữa quan, nói gì tầm bậy vậy. Tôi có nói, nó có chữa quan đâu. Ông nội đi. Ủa mà thông tin là đâu vậy? Chính mắt tôi thấy, tôi với bà ba thấy luôn. Sao chị kể tôi nghe lại coi. Hai đứa nó chui tự trong bụi chuối chui ra. Thôi cái gì mà thôi. Em sao?
Trời đất ơi, thiệt giờ đi không nổi luôn á. Cái chân em giờ rung 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 luôn. Thì để đó anh lo cho. Thiệt tình á. Lo gì, đáng lẽ lúc đó là anh phải dừng lại, anh phải kiểm soát lại chứ. Làm sao mà anh theo cho kịp thì anh phải ráng anh đu theo em. Giờ nó vậy thì yên tâm đi. Thì biết bao nhiêu bụi công lủi vô, lủi ngay cái bụi chuối trên đó coi mũ không à. Cái đó là tại em chứ phải tại anh đâu mà. Nhưng mà làm gì làm, anh là đàn ông anh phải tập kiềm chế lại chứ. Trời ơi, cái gì cũng khó khăn, cái gì cũng phải tập từ từ thì đúng rồi, không có sai. Anh tập em cũng tập luôn. Em cũng tập luôn, hai đứa mình cùng tập. Ừ, chứ không lẽ đợi gạo nấu thành cơm rồi lúc đó mới tập hả? Trời ơi, chết luôn á, tía nhiếp chết luôn á. Tôi hỏi ông, một đứa con trai, đứa con gái tự trong bụi chuối chui ra làm cái gì trọng? Trời ơi là trời, con ơi là con. Tôi lôi đầu được cho nên tôi nến một trận cho nên sáng mới được. Ê, bình tĩnh, bình tĩnh. Ông đừng có manh động, để từ từ mình giải quyết chứ. Trời ơi, con chị đi, chị biết chị nghĩ sao mà bây giờ không manh động chứ bình tĩnh làm sao mà bình tĩnh được. Thì làm gì làm, thì cũng phải rồi từ từ. Để coi cái thằng đó là con nhà ai, rồi từ từ mình coi nó làm sao. Rồi, chứ mà ông làm quá đi, rồi có cái nó quất ngựa tri phong à. Rồi nó không có nhận là cái bầu của nó à. Lúc đó con ông nha, nó nghĩ quẩn nha, rồi nó quẩn trí nha, rồi nó buồn nha, nó đau khổ nè, rồi nó tự giận nó chết. Rồi, được lúc rồi, đó bây coi giờ tự nhiên mình mất con không. Bây giờ được rồi, tôi chấp nhận là chị là quân sư của tôi, bây giờ tôi phải làm gì đây? Làm gì hả? Làm cái gì hả? Bây giờ vậy đi, anh cứ bình tĩnh, coi như không biết gì hết. Cứ giả vờ như không biết con Thanh nó có bầu đi ha. Để tôi đi gặp bà ba, tôi bàn tính kế cho ông. Lẹ đi, ở đây tôi đợi đó nha. Nhớ nha, không có manh động nha. Đến bây giờ ha, ông nghe lời tôi nha. Ông phải tìm cách vô đó, xong anh bắt tại trận cái thằng đó. Bắt nó chịu trách nhiệm. Đúng rồi. Chứ mà để con ông mà không chồng mà chữa, hàng xóm cười thúi đầu luôn. Vậy bây giờ tôi nhờ chồng phải không? Đừng có nhảy. Ê, khoan. Bây giờ đợi tụi nó bận đồ vô đã. Cái gì mà nhào vô kỳ vậy? Trời, thấy mấy cái đó là học ngu đó. Trời ơi, nó á. Cái gì mà không nổi nữa? Trời ơi, hai đứa đây con. Sao rồi? Con tao nè. Lớn chuyện rồi. Dạ. Con còn dám hỏi nữa hả? Tía với hai cô tới đây chi vậy? Bắt tại trận chứ chi? Dạ con. Ủa, tụi con có làm gì đâu mà bắt tại trận? Con còn hỏi cơ hỏi cầu nữa hả? Bây làm cái chuyện bại hoại giáo phong như vậy mà bả dám nhìn mặt tía hay sao? Ủa, con là... Thì tụi bay vô đây để XYZ đúng không? Ủa cái gì? XYZ là sao? Là XYZ. Thôi, con đừng có giả ngu giả ngơ nữa. Tụi con biết hết rồi. Bữa tụi bay chui vô bụi chuối tụi con thấy hết rồi. Giờ nói cho ba mày nghe đó. Bà Tám. Gì? Xác định phán này không? Nói đó. Nói phải không? Cầm cổ liền. Cái gì cũng phải bình tĩnh. Tiếp bình tĩnh, tiếp. Bay mà đụng xuống con gái tao mà không chịu trách nhiệm đó ha, tao bầm nát như tôi. Thôi. Dạ, con thương Thanh thật lòng mà bác. Đúng rồi, có. Anh thương con mà tía. Đó. Rồi xong, có gái anh xác nhận rồi đó. Xong là sao? Có bầu coi như tụi nó. Củ chuối rồi gấp dừa rồi. Trời ơi. Nè, bây giờ nè, có cái gì bình tĩnh nói. Hai cô với ba con rất là có kinh nghiệm. Đúng rồi. Đúng không? Kinh nghiệm từng trải nhiều rồi, mình cứ trải lòng ra. Mày yêu đó thì mày nói, mày dẫn nó vô bụi chuối chi, riết bụng nó ởn ra bây giờ. Bụng kìa, bụng cho bá luôn kìa. Ủa, em có bầu hả? Có bầu hồi nào? Chà bá gì? Cô nói con cái bụng chà bá mà cô không nhìn lại cái bụng cô. Đó, để cho mượn coi. Bụng bà cũng bự kìa. Trời ơi trời, hai cái trống trầu trời à. Cái này là do người ta mập chứ không phải là do có bầu. Không phải, có hai cô mới ăn cơm no xong rồi lại đây hả? Mày ở mày. Mày đừng có làm bộ giả lả hả? Xử lý nó cho tôi. Nhưng mà khoan xí, hồi nãy cổ nói vụ gì vô bụi chuối vậy? Dạ à cái bụi chuối là hôm bữa em đi ra rồi anh dẫn xe ra rồi xong rồi cái em nhằn anh đó. Nói à, đau gì đó rồi thì xong chịu rồi trách cái nhiệm. Đúng rồi, nói là bây giờ gạo nấu thành cơm rồi, có gì anh chịu trách nhiệm cho. Đó. À vậy hả? Tía bình tĩnh nghe con nói nè. Cái hôm bữa đó chuyện là như vậy. Ảnh đập cho con chạy xe không? Rồi cái con không biết bóp thắng, con mới lủi vô bụi chuối. Đó. Dạ đúng rồi. Vậy hả? Đúng rồi. Rồi nhưng mà con học chạy xe chi? Dạ bác ơi, bây giờ con nghĩ là Thanh cũng lớn rồi mà cũng chưa biết chạy xe nữa, con phải tập cho Thanh chứ. Đúng rồi, còn cái vụ mà chịu trách nhiệm á, gạo nấu thành cơm gì đó, là cái vụ cái quán này.
quán này là ảnh sang cái quán này cho con. Hả? À? Đó, bây giờ cái quán là của con thì là gạo nấu thành cơm rồi, con là bà chủ rồi. Dạ. Ủa, vậy là con thương Thanh thật lòng. Dạ. Con mua quán này cho nó luôn. Đúng rồi. Dạ. Ôi vậy thì tiện quá rồi. Dạ. Về nói ảnh chỉ qua đây hỏi liền, tao gả liền, đám cưới liền tay luôn. Ủa chứ đâu có ai làm gì bậy bạ, bại hoại gia phong gì đâu tía. Ờ vậy hả, vậy thôi, vậy được rồi, vậy thôi, xin hành đám cưới con. Dạ, dạ, nhưng mà ai nói gì, ai nói gì. Nè, hai, hai. Tám. Thôi, 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 vậy đi, coi như hiểu lầm đi. Hiểu lầm gì, mai mốt á, nhiều chuyện là mới nghe nó rõ. Mà sớm mà sáng nói tầm bảy tầm bạ, tôi lên tăng xong tôi theo má nó là nó một coi đó nghe chưa. Hai bà nội, chống chầu. Thôi quá vậy thôi, thôi tôi về nghe. Người ta nói xong có khúc người có lúc mà anh mắc gì mà tin tụi tôi vậy. Hai cái khúc của mấy bà luôn bể tai quá. Làm gì cũng phải xeo xét chứ đúng không, đúng ai rồi. Kêu tin chi vậy. Trời 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 trời. Bác Thôi thôi Tám chị nói đúng á, dạ, hai đúng đứa rồi. Tụi con á giỏi, tốt, dạ. Không có chuyện gì xảy ra, dạ. Không có bầu là mừng rồi, dạ. Bây giờ ba cho con ở cái quán mới này bàn về cái chuyện đám cưới. Đúng rồi, cứ mời, dạ. Mời, cưới đi tụi con. Khi nào đám cưới cô Tám sẽ cho một cái hột sòn bự chà bá lửa luôn. Bà ba, bà Tám, trời ơi, hai bà lo về nhà đi, thằng quỷ thằng Lưng nó bị té kìa. Trời ơi, thằng Lưng con bà về coi nó bị cái gì không? Chuyện người ta đó. Trời ơi, vậy mà làm con hết hồn luôn á bác. Hột sòn ở đâu ra? Hột sòn giả không? Dạ. Tía này, tự nhiên cái nghe lời hai cổ chi không biết nữa. Hai cổ là chuyên môn ăn cơm nhà đi nói chuyện người ta. Hai cổ nhiều chuyện được rồi, tự nhiên tía hùa theo tía nhiều chuyện với hai cổ làm chi? Tía không có nhiều chuyện à nghe. Nhưng mà cái gì đụng tới cái tía là tía à. Hài Phương Nam, vui lắm à nghe. Tết đến rồi, tết đến rồi, tết đến rồi. Ê, bà chết. Đứa nào hả bay? Đứa nào? Con này chết. Trời đất ơi. Đi lẹ lẹ lên coi, chợ cái ngày Tết nhất người ta đi chợ, người ta về còn cúng kiến ở nhà nữa. Đi nhanh nhanh, có đi gì cà rỉ cà mỏ hà. Hên á là con kêu chính kịp, chứ để mà chính đi qua cầu á, rồi con ấy chính rồi đâu biết ai nhường ai đâu. Lại chính già rồi, mất công rồi con bất lễ với người già nữa. Có cái chuyện qua cầu thôi, thì ai bước lên trước qua trước, qua xong rồi nhường người kia đi qua. Vậy thôi mà mày nghĩ làm chi cho nhiều vậy? Trời ơi, con tính kêu là chính stop lại. Không, không. Dạ. Chính là bán tiệm tạp hóa chứ không có shop. Stop tiếng Anh có nghĩa là dừng lại. Dừng lại là để cho con đi qua đây con nói chuyện với chính. Chân tao phèn không mà nghĩ tao biết tiếng Anh không? Trời ơi, chết kỳ quá à. Trời ơi, mày nói nhiều quá à. Cái tật nói nhiều của mày thì cái thằng chồng của mày nó chịu nổi mày, tao cũng sợ nó luôn á. Trời đất ơi, chồng con thì để con lo, chứ chính có lo đâu mà. Trời ơi, chính ý kiến chi cho mệt vậy. Thôi ở rồi lo đi. Chính sáng giờ có thấy chồng con đâu không? Này vui nè. Dạ. Này mày lẫn chứ không phải bà già lẫn nha. Ủa sao vậy? Mới vừa nói tức thì chồng con để con lo. Bây giờ nói chồng con ở đâu chính biết không là sao? Không phải. Tại vì sáng giờ con không thấy chồng con đâu hết. Con đi kiếm ảnh. Với lại chính biết sao không? Gần Tết á, ảnh cứ kiếm chuyện là đi nhậu hoài à. Không biết đi đâu hết á. Ê, dạ. Cái vụ này lạ nha. Đàn ông mà có vợ đẹp mà bỏ nhà đi hoài, một là mày có vấn đề, hai là nó có vấn đề. Ê, có khi nào nó mê trai không? Trời, không có đâu chính. Chồng con là chỉ có cái tật là nhậu nhiều thôi à. Đó. Trời ơi, cái bàn nhậu, dạ. Bàn nhậu là mày thừa nhận là đàn ông không, đúng không? Dạ, đúng rồi. Mà bây giờ có cái mua đen là trai đẹp là nó yêu nhau. Đó, trời ơi, mất chồng mà gì mà tiểu tam thì không nói, mất chồng mà gì một cái thằng khác là nhục nha con. Chính ơi, vậy giờ sao chính là lỡ như vậy thiệt, sao chính? Bởi vậy chính biết sao không? Chồng con cứ đi nhậu bữa giờ mà cô xin ảnh. Trời ơi, Tết nhất gì mà nóng quá luôn á bà chính. Nóng nực, trời, nóng kinh khủng luôn á. Con á mà đứng một hồi nữa là con thành con khô mực luôn á. Vậy vậy chị, không ai như chị hết trơn á. Dạ. Ngày Tết ngày nhất chưa có tới lễ mà bây giờ là cái ngày mà người ta mừng công chuyện quá chừng luôn. Chị đi chị quất cái áo dài vô hả, rồi chị lạng ở ngoài chợ, chị lạng về trong xóm chi vậy? Thấy mà mắc nực luôn á, thấy là đủ nực rồi đó.
Thôi kệ đi, đâu có gì đâu chính. Con á phải làm như vậy á, xong rồi con ra, con thông báo cho mọi người biết một cái tin á, là Tết này con sẵn sàng tiếp đón mọi người, sẵn tiện á là cho chồng con biết là con có thể nhậu tới bến luôn. Đó đó đó. Cái đó là bay làm quá rồi, đúng không? Đã chính nói với con là cái chuyện là kế hoạch bí mật, mày phải làm trong vòng bí mật, làm một cách tinh tế, tế nhị, nhẹ nhàng thôi. Trời ơi, bà thấy điều bà bắt cái loa lên gốc cây dừa như là truyền thông của xã luôn á. Rồi bà la la lên là bà rủ ngày này nhậu, bà rủ ngày kia nhậu, hết chuyện đi rủ luôn, đực điên nhậu. Cái thằng đó chỉ cần nó nghe hú một cái, nó nghe hơi rượu cái là nó chạy tới rồi, không cần rủ. Trời đất ơi, bởi vậy con mới rủ có 1 tiếng à là ông nhận lời liền. Đã vậy còn không cần biết giờ giấc địa điểm ở đâu luôn á chính. Đó đó, rủ mấy đứa đó nhậu nha. Cái tới nhà nó quậy banh xác đi nha. Rồi cái thằng tài mà nó biết nha là tao không có chịu trách nhiệm à. Tao không có chịu nha. Ủa vậy, vậy thôi hả? Vậy thôi để anh tính lại. Con không có dám ăn nói bậy bạ đâu. Đó, bởi vậy tao nói một đàn làm một nẻo. Tao kêu bằng là mặt người mà ốc khỉ đó. Thôi mà, thôi con đi vô thay đồ. Thôi đi, đi vô thay giá chết đi. Luôn à. Trời đất ơi, đang mừng công chuyện, đang đê đê. Tự nhiên là quất áo dài vô. Không có giống con giáp nào trơn, trời. Chừng nào tới lễ, tới Tết ấy đi rồi bận ai nói. Nghe má vợ ơi. Dạ con biết rồi. Bữa nay hôm nay nhà mình đám giỗ, rồi con tranh thủ con về liền. Rồi còn chuyện vợ con thì để con tính cho. Rồi, má cứ yên tâm. Dạ. Rồi ngồi xuống uống miếng nước nè, đi đâu ạ? À? Có một chuyện, có vợ con bên đây không chính? Có, nó mới vô nó thay đồ. Mà mày làm cái gì, đi đâu thì nói với nó một tiếng, để nó đi kiếm cùng làng cùng xóm hết. Trời ơi khổ quá, cũng phải thông cảm cho con chứ. Mấy ngày hôm nay cận Tết, ở trên thành phố bà con người ta về quá chừng, người nhà cũng sửa chữa thế này thế nọ, thì con hàng xóm láng giềng cũng qua phụ người ta quý, người ta kêu ở lại uống một hai chung rượu thì uống chơi thôi, một hai chung rượu là uống xong rồi về chứ làm gì có tăng hai tăng ba. Thì ở nhà ai thì mày nói với nó 1 tiếng để nó khỏi mất công đi kiếm. Trời ơi, nói thì nói rõ ràng mà mấy ngày hôm nay nè, bằng chứng sống là chính nè, chính ở với vợ con, chính thấy sao? Có tin tưởng vợ con không? Lúc này ta thấy cái đầu óc nó sao sao. Đúng không? Bởi vậy ta nói là cái bằng mà mặt người ốc khỉ đó. Thì đó, mới suy nghĩ sao sao, quan tưởng thế nào á. Đúng rồi. Đó, trời nè, con nói bằng chứng luôn là bữa hổm nè, con qua nhà chú Năm. Phụ nhà chú Năm mà lợp lại cái ngói rồi xong sơn quét vôi lại. Rồi nhắn với lại vợ con là nhớ 5 giờ qua rước con nha. Nhắn tin vậy rồi nhận được tin. Rồi dạ, vâng, ok. Đó, nhắn ba lần vậy luôn á. Vậy mà cuối cùng hả? 6 giờ vẫn chưa thấy rước. Cuối cùng bể ra là biết không? Đi gọi đầu ở đâu, cách tiệm ở cái tiệm ở đâu mà gần nhà chú Năm, cách đó là khoảng 7-8 cây số. Một con phải đi bộ tới đó, coi được không? Con đi sao quá thấy không? Ủa gì kỳ vậy ta? Mà mày nhắn có đầy đủ không? Có bỏ dấu đàng hoàng không? Trời ơi, con nhắn đàng. Ủa sao tự nhiên sao thiếm binh vợ con quá vậy? Không phải sao binh. Tự nhiên binh chính binh vợ con vậy? Ủa vậy là nó sai rồi. Sai hoàn toàn. Nè con nói thêm một chuyện nữa là suy nghĩ lung tung. Bữa hổm ở nhà của chú Năm nữa. Mượn chiếc xe ở nhà con cho mượn rồi về nhà suy nghĩ sao hả? Là nói con á là đi bán cái xe không ra đó để mà lấy tiền đi nhậu, rồi đòi qua tiệm của người ta, rồi giật sập tiệm người ta. Trời đất ơi. Rồi thêm nữa, thời gian gần đây nè, đó. Con biết được là đi nhậu. Đi nhậu cái bằng nữ con rủ thêm đàn ông, đàn ơ rồi vô nhậu chung nữa, đó. Không xí. Cái vụ này là chính thú nhận với Bình Minh. Cái vụ này là ta xuống đó. Nhưng mà không phải, tao không có xuống nó nhậu. Cái vấn đề là nó tưởng là mày đi đâu đó, nó không có biết mày đi đâu. Cái nó tưởng là mày có bồ. Cái chính mới nói là bày cho nó cái cách để giữ chồng. Thì mình giữ chồng một cách tinh tế nhẹ nhàng thôi. Nó đi nó rao cái bằng là cùng làm cuối xóm là nó nhậu với thằng này, nhậu với thằng kia để nó chọc tức mày á. Tao nói cái đó kia bằng là kia bằng đuổi chồng đi chứ giữ chồng gì. Mà cái trời kỳ cục bây giờ hả, mọi người đồ mà bây giờ tới tay của má vợ con rồi. Bây giờ đang căng thẳng luôn á thiệt. Tại sao là cái trò của vợ con thôi chứ gì? Thì nó là cái trò thôi. Nhưng mà ta đâu có bài nó vậy đâu, ta chỉ nó một cách, nó làm một cách. Bởi ta nói mặt người ốc khỉ nó vậy đó. Mà phải sống chung với nhau, phải tin tưởng. Giờ này con phải cứu vợ con mới được, không có để vợ con vậy, dầu gì cũng yêu thương. Mà phải tin tưởng nhau, thím hiểu không? Đúng rồi. Thím hiểu không là làm gì có chuyện tăng hai tăng ba bồ bịch dưới đây ở đây. Gì? Nói cái vụ đó mới nhớ. Đúng rồi, nó nghi ngờ thì phải có chuyện nó mới nghi ngờ. Mày có vụ tăng 2 tăng 3 không? Trời ơi, bây giờ là con nhậu đúng một
một tăng là con đi về làm gì, tăng hai tăng ba ở dưới đây đâu có cà phê đèn mờ hay là gì đâu, phải chỉ ở trên tỉnh hay trên thành phố đâu có, ăn nhậu nghiêm túc đàng hoàng, có gác tay gác chân rồi có ôm ấp đồ gì làm không? Gì có con người đàng hoàng mà làm gì có chuyện đó không. Rồi bây giờ tự nhiên làm vậy người ta đồn, thiệt tình vợ không biết cứu sao luôn. Ủa mà sao vợ con nãy giờ thay đồ lâu quá vậy? Rồi chắc ngủ chẳng rồi, thôi đi về đi, bận công chuyện thì đi đi, rồi á chừng nào nó thức dậy á thì ta báo cho qua rước nó về nghe. Thiệt tình luôn á, đang gấp mà. Bây giờ như vậy. Ừ. Nay như bên nhà má vợ không có đám giỗ, còn bà có mời cúng kiến, có mời. Bà có mời chính qua đúng rồi. Con phải dạy về cúng kiến để kịp giờ, còn cái chuyện vợ con để con phải tính mới được, phải cứu vợ con mới được chứ không được vậy. Ê từ từ đi, có gì chính nói nó cho. Con nhỏ này đúng là mặt người ốc khỉ mà. Hồng ơi. Không à. Trời ơi, Tết nhất mà đi đâu. Ôi, da. Ôi, mắt để làm sao ót hả Hồng? Tết nhất mày bỏ đi đâu vậy? Thì con đi công chuyện, sao chính không về nhà gói bánh đi, qua nhà con làm chi? Gói bánh là cái chuyện lát về gói. Nói nghe. Dạ. À, một lát á con mén nó giao bông, mà chính tính lấy thêm bó, đặng qua Tết có cái chân bông nó đẹp lắm. Mày lấy không, chính lấy cho con bó. Trời ơi, có mấy đồng bạc lẻ à, mà chính cũng tiếc tiền nữa. Bông á thì ngày nào cúng mà mình mua, chợ bây giờ ngày nào cũng có chứ phải ngày xưa đâu mà giờ mua bông dự trữ. Giờ lấy không? Ừ, thì con lấy. Ờ mà thôi đi. Con dạ. Mén á nó bán bông đẹp thiệt. À. Nhưng mà tính nó không có đẹp, không có mua đâu. Bộ mua bông của nó mà, đâu có mua cái tính của nó đâu. Mà chính nói con nghe nè, mày nói nó chanh chua. Ừ. Cái miệng của nó đâu có thua cái miệng của con đâu. Thấy không? Mình mua bông của nó thôi mà. Với lại á, bông là nó lấy về, còn đi giao bông là thằng Tài chồng nó. Mà thằng Tài chồng nó thì chứ không có chanh chua. Ồ, vậy là chồng nó giao. Ừ. Vậy thôi lấy cho con bó cũng được. Ừ, thì thôi lấy bông chứ. Ủa gì vậy? Hồi xưa là chính biết mày với con mén đó là có chuyện cắn đắng với nhau. Mà thôi chị em mà bà con bên chồng á thì thôi bỏ qua đi. Rồi giờ chuyện gì nữa mặt mày chăm chăm á. Chính đừng có nhắc mấy cái chuyện đó nữa, mấy chuyện đó con không có chấp đâu. Con nói cho chính nghe nè. Đó, ông Tài chồng con á kêu con chuẩn bị mọi thứ vậy nè. Đó rồi giờ đi mất tiêu không có ở nhà chính thấy không? Trời đất ơi, Tết nhất thì nó cũng phải lo chuyện này chuyện kia, nó cũng phải qua hai bên họ hàng hai bên đặng nó phụ công chuyện nữa chứ. Mới gặp nó ngoài đầu hẻm á, nó nói lát nó về nó phụ nha. Thôi, lát ổng về là con cho ổng bài học á. Thôi chính về chính gói bánh đi. Bài học gì nữa mày tính làm gì hả? Thôi kệ con đi, cứ để đó con lo cho, chính về đi. Thôi nha, bất ngờ là không có vui nha. Giờ vừa phải thôi à. Rồi, con biết rồi. Ừ, về nha, một bó bông phải không? Rồi, một bó thôi. Rồi nha. Đừng có làm gì bậy nghe chưa. Rồi, con biết rồi. Ghê vậy. Con mén này biểu lấy bông về sớm rồi đem qua đây giùm cho nó tươi. Mà trưa trật rồi không thấy bông đâu hết trơn. Trời, tiền ghê. Chính. Ủa? Sao trễ dữ vậy? Chính thông cảm con cái. Con đi ngoài đầu đường, xe con bị bể. Rồi con gửi giá ngoài đó rồi. Con chạy bộ vô đây ăn dao bông con Chính luôn nè. Hiểu rồi. Cái đường đá dăm không à. Cái bánh xe mày mà mỏng cái là nó chém nát liền. Đây đây, phần bông của Chính đây. Dạ. Rồi con bó nó của ai vậy? Này của anh Tài, con đem anh Tài. Thôi đem qua cho nó đi. Dạ thôi con tranh thủ đem qua anh Tài luôn nha. Qua bên đó chắc con bị chửi chập nữa. Dạ thôi con đi Chính ơi. Dạ. Thôi đi. Dạ. Chính, cho con ly nước đi. Thiệt á, con chán thằng chồng con ghê á. Con đi kiếm nó từ hồi sớm giờ không biết nó đang chui vào cái xó nào nữa, thiệt á chứ. Trời đất ơi, kiếm cái gì nó đi bỏ bông cho người ta. Mà bánh xe nó bị đá dăm ngoài đầu đường á, đâm lủng nó phải giá xe ở ngoài. Rồi nó lội bộ đi đem bông vô đây nè. Ủa, bánh xe ông bị bể thì đáng lý ra là đi qua giá chút xíu là xong rồi. Con ngồi chờ ở ngoài chợ mỏi cổ luôn á, cũng thấy ổng đâu hết á. Mẹ ơi, nó gửi xe đặng giá rồi nó lội bộ đi, nó đem bông qua đây rồi nó đem bông qua bên cho vợ người ta. Cái gì?
qua cho vợ ông Tài hả? Ờ, thì vợ ông Tài nó đặt mà. Nó tới số với con rồi. Cái gì vậy? Ủa, Mén, Mén. Trời đất ơi, con nhỏ này. Rồi qua, chết cha. Mén ơi. Vô. Đó, 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 đó. Quay về nè. Để cho mọi người biết là con Hồng nó có thể nhậu ở nhà được. Vô. À, chị Hồng ơi, ấy em mấy chị. Chị quay chị né né cái mặt em ra được không? Chứ để vợ em mà biết cái là bà nội cũng đỡ chú Khôn phải vẫn chơi với vợ em đâu. Trời ơi, chú cứ lo quá. Con Mén á, nó là em chồng của tôi. Có gì tôi nói nó một tiếng, có gì đâu sợ. Chị biết cái nết của nó rồi đó, nó mà nghe ai chị ơi. Nói gì? Nó tới luôn rồi. Nói gì? Giờ nó tới rồi nè, nói nghe coi. Chị Hồng, nói giùm em tiếng chị Hồng. Nói thì giùm em tiếng đi chị. Không, hay quá ha. Chồng con gì tối ngày chỉ biết ăn với nhậu à. Bữa nay lết xác qua tới đây nhậu luôn rồi đó hả? Chị Hồng, chị Hồng, đỡ. Thì rủ ông nhậu chung thôi. Cái gì? Rủ chồng tôi nhậu chung hả? Bữa nay chị rủ tới chồng tôi qua đây luôn hả? Ủa, chị ơi, em ơi, cái gì vậy? Nè, nè, nè. Trời ơi, dừng lại đi. Hai đứa bay làm cái gì vậy? Bình tĩnh đi. Cái chuyện gì đây? Hả? Trời ơi. Rồi bà Chính qua đây làm chi? Về nhà lo gói bánh đi. Về đi, không có chuyện gì đâu. Phải thôi, cái miệng con Mén nó cũng không có thua gì cái miệng của mày. Chuyện này mà ha, bung lụa ra cái xóm này ha, là mày mắng đục đó. Nó giỡn đâu. Trời ơi bà Chính. Ủa bà Chính tưởng con nhậu thiệt hả? Đúng rồi đó Chính, không có nhậu gì đâu. Chị Hồng á, chị lấy nước lã chỉ đổ vô đó rồi hai chị em uống qua uống lại chơi vui thôi hả? Cái gì? Nước lã hả? Nó đúng Chính, công tâm đi Chính. Ơi bày chuyện ra không à. Hai mấy đứa bay đi về đi, không có gì hết trơn á. Đi đi, à. Đi đi. Bữa sau mà ngủ chồng tôi nhậu nữa là tới xóm tôi nha. Không có nhậu, nước lã không hà. À. Đi đi về mà, về Tết về. Nhất công về, chuyện về. Còn nhiều lắm, đi về. Về anh nướng khô hai vợ chồng mình nhậu hen. Mày làm cái gì vậy hả con quỷ? Trời ơi, có làm gì đâu, thôi kệ. Chính để nó con lo cho. Nữa à, cái câu này là nói hoài nha. Để đó con lo, để đó con lo. Rồi thằng chồng bay ngang, nó coi cái live stream của mày á ngang. Rồi nó về nó ký cái lũng đầu này nha. Thôi không có gì đâu, chồng con không có sao đâu Chính. Bay làm vậy á, không có chừa. Chừa cái gì? Mày bày ra cái này làm chi vậy hả? Bữa Chính nói mày làm sao? Thôi trời ơi, thì mấy cái chuyện này Chính bài ra Chính chỉ con chứ đâu. Chính chỉ một đàn, mày làm một nẻo. Mày làm cái chuyện này nghe, rồi thằng Tài nó về nó đổ hết lên đầu tao nè. Tao gánh không có nổi đâu. Dẹp đi. Em có bị sao không? Con Mén có làm gì em không? Hả? Không, không, không. Cái con gì Mén vậy? Không có làm gì nó hết trơn. Nó làm gì người ta nghe. Mày tính sợ. Là sao Chính? Tao chuyện gì vậy Chính? Tao không gánh nổi đâu. Ủa là sao? Là chuyện gì? Chuyện gì xảy ra mà sùm vậy? Ờ thì em rủ chồng Mén qua nhậu chung. Xong rồi cái nó la sùm chứ có gì đâu. Nhậu chung luôn hả? Ừ. Là nhậu giả bộ mà. Bà mấy cái trò này em bày ra hả? Chứ không phải thiệt là vậy đúng không? Ừ. Trời ơi trời, bớt giùm tôi đi. Làm ơn ở nhà nấu cơm, nấu nước, chăm chồng, chăm con giùm đi. Tại sao lại bày những cái chuyện vậy nữa? Hên là con bé nó không làm gì á. Nó con nhỏ đó, nó tính nóng, nó có máu điên nữa. Nó làm cái gì thì sao? Nó rồi một sống một còn với em thì sao? Trời hả? Ơi, chứ em ở nhà nấu cơm á, chồng có ăn đâu. Chồng đi nhậu hoài à. Vậy thôi, em nhậu luôn cho giống chồng. Thôi đừng có nói vậy nữa. Bây giờ anh khác rồi. Anh cũng biết cái lỗi của anh rồi. Mà em cũng bớt bài trò lại đi. Bây giờ mấy cái chuyện cũ, năm cũ bỏ qua hết. Qua năm mới, anh hứa với em là anh sẽ ngoan hơn. Em cũng phải ngoan hơn nghe chưa? Ừ, em hứa. Mong queo. Mong queo. Mãi.